thì cái viên mình đã ra lò và cái giòn cũng đã ra lò. Bây giờ mình sẽ đi hành nghề với mọi người, mình đi bán nha. Những cái khăn đó mà cái tập vừa rồi mình tập mấy ta? 14. Sau khi mình đã quay xong tập 14 thì mình có ý định lấn sân vào showbiz lĩnh vực âm nhạc nha mọi người. Nếu như mọi người thấy mình có tiềm năng, có chuyện giọng, có năng khiếu á, mọi người đã lại cho mình một bình luận để ủng hộ tinh thần mình nha. Đi hát được không nè? Liễu yếu đầu tơ à, thay cực khổ không các bạn ơi, phơi cho nó héo mới được. Phơi bao lâu nữa mới dùng được em? Dạ chừng nào nó héo chắc cũng cả tiếng nữa à. Mọi người ơi, mày này phải phơi cái này nè, phơi cà rốt với phơi khoai môn là khi nào mà nó héo nó mới dùng được nha mọi người. Sau khi thì mình ngủ một giấc cũng khoảng 3 tiếng đồng hồ thì nó cũng đã khô rồi. Giờ mình đem vô mình làm chả giò nha mọi người. Chưa tỉnh ngủ. Rồi bây giờ mình sẽ ốp thịt chả giò nha mọi người. Mình bỏ tỏi sấy vô. Me.
đường. Xay nào quánh ra xay đó mẹ ha. Mọi người ơi, đây là kết quả sau khi mình đã gói xong đây nè. Bây giờ mình vô mình chiên nha. Chào, nãy giờ mình bắt nó cũng đã nóng rồi, bây giờ mình sẽ bỏ nãy dầu nhiều rồi được không? Dạ, dầu nhiều và lửa phải nhỏ á. Thì chừng bao lâu nó chín em? Dạ, khoảng 3 phút thì 3 phút.
Đây mọi người, rối rất đẹp và khéo nè mọi người. Wow, ủa này nó xây luôn rồi. À, bên kia thì bà Bảy Bảy Lóc đang chuẩn bị chiên một cái gì đó nữa. Chuối chiên. À, đây chúng ta chiên là chả giò. Còn bên kia là chúng ta sẽ được thưởng thức là chuối chiên nha mọi người. Hôm nay là quay về cái món về đồ chiên. Nhìn rất là ngon luôn, quá ngon. Wow, wow, wow. Chính cho em. Chúc mừng. Đây là chuối chiên nha các bạn. Hai bên đang thi tài với nhau để coi món nào chiên nào sẽ là món ngon nhất trong ngày hôm nay. Một bên là chuối chiên của bà Bảy Vlog, một bên là chả giò chiên của bà Kim Vlog. Chuối chiên mình đã ra lò và chả giò cũng đã ra lò. Bây giờ mình sẽ đi hành nghề mọi người. Mình đi bán nha.
Cái này không khó cho tôi. Dò. Hả? Cái này cãi nè.
Út gì? Nói lên. Lên. Các bạn ơi, bây giờ mình cũng đã bán hết cái sợi chú chiên và trái dầu của mình rồi. Cũng nhờ hai dì và dượng đã ủng hộ con cảm ơn. Rồi chào mọi người. Nếu như mọi người thích cái video này thì nhớ like, share và subscribe nha. Rồi chúc con may mắn ngày mai. Dạ.